Rồi Di Đà Phật ơi, thầy trở lại bên chương trình thứ hai là mình còn một bài nhạc mình thật khó cơ. Rồi thầy mời cô Bảy chào tất cả quý vị rồi mình vào cái chương trình cuối nha quý vị, còn khoảng 15 cho đến 30 phút. Dạ em xin kính chào thầy Di Thành Tám, xin chào các bạn. Anh chào mình. Cái kỷ niệm này một năm nó có hai lần là lớn nhất của nước Mỹ. Một có ba kỳ thì nếu mà mình không lên được cái ngày nay ngày mai chắc cũng không ai vô. Thì cái July 4 là cái đầu tiên, em giới thiệu cái thứ hai mà cái holiday của cái người Mỹ mà họ muốn lên mà họ lên không được. Cái thứ hai là gì? Thứ hai là Christmas. Đúng rồi. Yeah. Rồi, sau cái lễ Christmas là mình chuyển mùa sang cái New Year. Yeah. Hoặc là cái Valentine, những cái gì mà đại lễ mà mọi người muốn lên mà không có cái chương trình. Sau July 4 thì là lễ Labor Day. Những cái gì nhưng mà có nghĩa là người ta đi thăm nhau. Cái kỷ niệm gì mà mình nói về cái ông Uncle Sam này ngày hôm nay nó là cái gì em? Nó gọi là cái gì đối với nước Mỹ mình? Lễ độc lập, có nghĩa là ngày mà nước Mỹ giành lại độc lập á. Độc lập từ cái colony của 13 cái colony của người Anh quý vị. Yeah. Rồi sau khi mà được họ thành lập 13 cái tiểu bang ha. Yeah. Cái đầu tiên là độc lập thì mình gọi là Happy Birthday America. Rồi cái nhiệm vụ của ông Uncle Sam là cái hình tượng của Mỹ là tại sao vậy em? Uncle Sam là ông thuộc về thế má hay là ông của xem là cái thấy hình ông của xem là biết nước Mỹ thôi. Yeah, làm yeah. Già cái râu phải không? Vâng. Rồi ông người tiền chứ tại sao ông nói sorry ông Benjamin và ông tổng thống Trump ha, điện ai nói đến nước Mỹ thì biết đó tổng thống Trump không quý vị, vì tổng thống thứ 52. Ngày hôm nay cô Bảy cũng như là nữ ca sĩ Khánh Thu Thì bận cáo dài thật đẹp nhưng mà dưới ánh đèn bây giờ mới thấy màu trắng là tại giờ nhờ cái tháp lịch quý vị, còn hồi nãy trong bóng đêm nó pha gì nó ra màu ngà màu gì trời ơi, bữa cái màu tím xong nó ra thành màu hồng quý vị. Xin lỗi quý vị, để camera của tôi làm cho con người nó đẹp hơn. Trời ơi, xin lỗi quý vị, khổ lai Mỹ, ai hỏi hoài nó khó lai Mỹ. Lai Mỹ mà đi Mỹ Tho, còn thầy lai Tây. Ủa chứ gì sao mũi thầy cao vậy? Thầy Tây Ninh, Mỹ Tho mà lấy tiền bảo đảm ra gì? Ra đường phèn. Rồi bây giờ ngày hôm nay em đến vì khán giả ái mộ của em trên làn sóng Di Thành Tám và Thu Thủy Bảy quý vị, nhạc phẩm gì mà em có thể hát được ngày hôm nay để trước khi mình đi ngủ? Dạ, thưa thầy và xin các bạn bài Con Đường Xưa Em Đi. Ồ. Tác giả là của Châu Kỳ. Châu Kỳ và Hồ Đình Phương. Rồi, Châu Kỳ Hồ Đình Phương có nói cái câu Con Đường Xưa Em Đi, xin em vui lòng dịch theo tiếng mồi. The Road You Travel. Rồi, The Road You Travel, Con Đường Xưa Em Đi, vàng lên mái tóc vàng kẹt. Quá thật, mái tóc hề. Tại sao loại tóc thề? Có nghĩa là mình lấy tóc xong rồi mình promise hả? Yeah. Vàng lên mái. Golden to the long hair. Rồi. Tóc thề là tóc dài. Golden long hair. Rồi. Ngỡ hồn dân tái tê. Ngỡ hồn dân tái tê là... Thịt bò. Rare mistake. Chính vì cho mục đích để câu giờ thôi để khán thính giả vào. Quý vị, thường mà thầy lên sóng của đài Little Sài Gòn Radio thầy cũng giỡn dữ lắm. Xin em vui lòng trả lời, không sao đâu là... Tiếng... No sao em. Tôi rất là xấu hổ. Xấu là hổ là tiger, ha? Xấu là ugly tiger. Rồi, như vậy chắc là tiêu rồi, không có ai mà qua mặt được cô Bảy với thầy Tám. Rồi, bây giờ mình bắt đầu bằng cái nhạc phẩm Con Đường Xưa Em Đi, làm ơn đừng quấn dây chỉ vì em muốn đi nha. Rồi. Thank you.
con đường xưa em đi và lên mái tóc đen ngõ hồn dần tai tê. Anh là thơ quý cạnh qua đường lòng nghe chuyện tình ta đã ghi. Ông có cô xem chắc là kiểu này miễn thế rồi đó. Thưa quý vị, khi mà mình introduce được giọng nữ vô thì cái người nam phải sát vai, cổ đang hát tâm là rê thứ, nhưng mà có những nốt mà thầy không lên được thì cái quý vị thầy leo xuống nha vị. Rồi bây giờ cũng cái thành tin yêu đó, cổ hát trước một like, thầy hát một like nha vị, cho thầy upload cái bài nhạc của thầy. Rồi, thầy cũng cảm ơn tất cả quý vị để đáp lại cái âm tình quý vị. Cầu nguyện cho thầy và mẹ của chị Thu Thủy, cả nữ ca sĩ Khánh Thu Thủy, bà đã trở lại. Mình cũng cảm ơn quý vị có 2.001 người cầu nguyện. Không có gì bằng cái ơn mà quý nhất trong tứ âm đó là quý vị, là cha mẹ. Thì Chúa Phật cha mẹ là cái ơn mà mình phải trả ơn thầy biết không quý vị. Vì ngày hôm nay cái nhạc phẩm này giữa 2 giờ tầm tặng lại quý vị, nhờ quý vị cầu nguyện giùm nhé. Và Di Đạo Phật nhạc phẩm Con Đường Xuân Đi, cả hai vợ chồng hát để tặng lại quý vị. Rất là cảm ơn thầy các bà dục kêu gọi làm sống bên đạo Phật là 10 phương chư Phật cũng chưa bằng, mà 10 chân chúng tăng là quý vị. Rồi tính tất cả quý vị đều cùng cầu nguyện nha. Rồi bây giờ Con Đường Xuân Đi. Anh là thơ vui
từng bàn tay chín đàn dân hoa dân đến nhân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian con quên từ Sài Gòn nhé đã mòn kia vẫn kia đã mòn kia vẫn đi